Rồi, nhà thầy sẽ nói tiếp cái bài ba bài còn lại, tức là bài 8, bài 9 và bài số 10. Đúng không ạ? Trên ba cái bài này á, thầy mới yêu cầu các bạn về nhà các bạn làm thử. Thì trong cái bài này thầy sẽ làm mẫu một bài ha. Rồi còn hai bài còn lại thì các bạn có thể là tự tự mình làm theo cái cách của thầy ở đây. Đúng không ạ? Rồi. Thì trong cái bài 38 dịch vụ điện qua này á thì thầy sẽ đọc mà tùy theo các bạn đọc theo cái nào đó các bạn đọc. Thầy thì thầy sẽ hướng dẫn đọc theo cái symbol XML Lost File đó à. Rồi. Rồi các bạn mở ra bằng cái mô hình DOM, các bạn có thể đọc bằng DOM cũng được ngay chỗ này ha. DOM thì thầy cũng hướng dẫn rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái bài file đó lên ha. File xuyên thì ở đây chính là mình đọc cái bài hoa chấm XML. Rồi ở đây mình sẽ khai báo cái đường dẫn rồi ha. Rồi bây giờ mình đọc nó lên thì ở đây mình có cái mảng array bằng, thì ở đây thầy sẽ dùng cái thằng symbol ha, symbol rồi nó sẽ là lost file, mà ở đây là bat xong ha. Rồi bây giờ thầy duyệt mảng thôi rồi in nó ra này. Ở đây thầy đi for x ha, cái mảng của thầy ở đây tức là cái thằng array ice, thì cho nó là một cái nó này, tức là cái cuối việc của thầy in ngay chỗ này đó à. Rồi bây giờ đối với cái hoa á, ví dụ như ở đây mình lấy cái ID ha, lấy cái ID của nó thì ở đây các bạn chỉ cần là gì à, cái node các bạn trỏ tới cái thằng đó là thằng ai ID đó à. Rồi đây mình chạy thử ha các bạn ha, chạy thử ngay chỗ này. Bài đó của mình là bài bài 38 dịch vụ điện qua. Mình đang for nó lên đây đúng không ạ? Rồi thì ở đây mình thiếu cái echo, do đó mình sẽ không thấy cái ID của nó in lên theo từng cái loại hoa của nó à. Thì các bạn thấy cái ID nó đang in lên đây đúng không? Mà bây giờ mình đang for hết, for hết for hết. Rồi chẳng hạn như giờ mình thế cái hình vô nè, cho nó thay đổi cái hình tí xíu nè ha. Rồi ngay chỗ này chính là cái bb của mình. Rồi echo ở đây chắc là cái node của mình trỏ tới cái hình à. Nhớ coi lại nha, cái cách người ta tổ chức ở đây là hình nè đúng không ạ? À, mình thay cái này luôn nha các bạn. Nếu mà không thay là coi chừng nó zoom cái hình khác đấy ha. Mình về rồi đón xưng nè. Thì ngay chỗ này mình sẽ thay ngay chỗ này gọi là cái gì ạ? À? Trên cái hoa này nó có cái gì, cái tên à, cái tên ha. Rồi mình sẽ lấy ra cái giá, nó là cái giá à, ngay chỗ này đó à. Cái giá. Rồi mình muốn định dạng cái giá này nó có cái dấu phân cách bằng ngàn, thì ở đây mình dùng cái hàm number ha. Ở đây mình bỏ cái hàm format rồi. Rồi chắc chắn nó sẽ bị lỗi đấy, thì ở đây mình phải ép kiểu nó về ngay chỗ này giống như cái bài trước vừa mới quay phim, thì ở đây mình ép về kiểu in à, đúng không ạ? Rồi ở đây là mình ra hết, in hết tất cả những cái hoa của mình đó, hồn nhiên đón xuân. Nhưng mà ở đây mình chỉ in ra có điều kiện ngay chỗ này thôi, tức là cái loại bằng một hay loại bằng hai thì mình mới in ra ha. Vậy thì ở đây mình sẽ dành thêm một cái nếu, cái nếu ha, đúng rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ có cái nếu cuối điều kiện à, cái nếu của mình ở đây. Vậy trong cái nếu này nè mình xét ha. Rồi. Nếu như cái nốt này nó trỏ tới ha, trỏ tới thì ở đây nó có cái một cái là mã loại à, mã loại. Mà nó bằng bằng một đúng không ạ? À? Rồi hay hay một trong hai thằng ha, cái nó trỏ tới ha,
cái mã loại mà nó bằng bằng con số 2 đúng không ạ? Thì mình in nó ra. Giờ mình coi lại đúng không ạ? Mình có bao nhiêu? 3 6 9 à. Có khi mình echo lên mình sẽ thấy cái sự thay đổi như chỗ này. Nếu mà loại ngay chỗ này thì mình có thể cho cái biến đếm để mình biết ở đây nó lọc ra được hay không. Thì trong qua TT này mình đếm nè, nhưng mà loại là một nè, loại là một, loại là một nè, đúng không ạ? Loại một nè, mã loại là một nè, mã loại là hai nè, mã loại là hai nè, mã loại là ba nè, đúng không ạ? Ở đây mình in ra dưới một cái điều kiện ở đây. Thì tương tự á, là cái bài dịch vụ điện qua thầy làm xong thì các bạn sẽ làm ví dụ như là cái sản phẩm tiêu biểu. Thì nếu mà cái sản phẩm tiêu biểu này á thì mình đọc lên là cái gì, điều kiện là gì, ngay chỗ này cũng khai báo cái đường dẫn tập tin, nhưng mà điều kiện tiêu biểu sẽ là bằng bằng một, đúng không ạ? Tiêu biểu bằng một. Rồi làm lại ha. Rồi đô la bát nè bằng, mình cũng đọc từ cái bài file ha, xuyệt ở đây là wa.xml. rồi, và sau đó mình có cái mảng bằng cái symbol. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái thằng symbol ha, cũng load file, chúng ta truyền cái bát xuống đây. Rồi ok, rồi chúng ta cũng duyệt thôi, duyệt cái mảng chúng ta đưa điều kiện lên. Thì mấy cái bài tập này nó làm lại cho các bạn nhớ thôi ha, nhớ lại. Thì ở đây là cái array của mình nè. Rồi ice, ở đây mình cho nó một cái node. Rồi lần lượt mình đưa ra ha. Rồi kiện. Rồi ở đây là cuối duyệt đúng không ạ? Rồi ở đây là điều kiện của mình ở đây đó ạ. Rồi nếu cái thằng node này trỏ tới cái file nó là gì, tiêu biểu đó à. Rồi ngay chỗ này là tiêu biểu mà nó bằng bằng một thì mình mới lấy đó à. Ở đây mình cho nó cái là mở này ra à. Rồi xong, bây giờ mình xuất cái dữ liệu lên thôi. Thì ngay chỗ này mình nó cái mã số ngay chỗ này ha. Rồi, tức là ID đó à, FB, echo. Cái này là cái node của mình thôi à, trỏ tới cái thằng đó là thằng ID đó à. Rồi lần lượt copy này xuống, mình sẽ thay đổi cái nội dung ở đây à, như hoa. Ở đây mình đặt tên cho nó đây là hình đúng không ạ? Ở đây cũng là cái hình đúng không ạ? Rồi cái này là tên đúng không ạ? Rồi cái này là giá. Rồi mình có thể dùng cái hàm number format để mình định lại ngay chỗ này. Và lúc bên kia này lên nhớ là chúng ta phải ép kiểu nó nha, không ép kiểu nó là bị lỗi đấy. Rồi xong, rồi chúng ta chạy cái thử bài 3 30 của chúng ta lên ha, chúng ta coi kiểm duyệt mà. Rồi 30 chúng ta thấy đây là cái sản phẩm tiêu biểu của chúng ta đây đúng không ạ? Rồi nó có cái qua mai hồi nãy đấy, hồi nãy mình mới thêm nó đúng không, nếu có qua mai không ạ? Và sản phẩm tiêu biểu đấy ha. Rồi còn nếu mình không test thử coi cái qua mai này ha, coi này chỗ này coi nó có lên hay không, cái sản phẩm tiêu biểu của mình ở đây hay qua mai nè. Đây. Rồi bây giờ sản phẩm tiêu biểu ở đây ha. Qua mai. Đây. Rồi. Đây mình cho nó là zero ha. Rồi mình load lại thử cái này coi nó có cái qua mai của mình hay không. Này, qua mai là tulip nè. Rồi thì các bạn thấy nó mất
đúng không ạ? Đó, đây là cái sản phẩm tiêu biểu của mình đây. Ha. Rồi. Tương tự còn cái bài cuối cùng của mình ở đây ha. Rồi. Tức là bài số 9 đúng không ạ? Bài số 9. Dịch vụ quà tặng. Thì trên cái dịch vụ quà tặng này mình sẽ đọc cái mã loại là 1 hay là 2. Hồi nãy á, là mình làm trên cái bài đó là dịch vụ điểm qua. Ừ. Rồi. Rồi để thầy coi lại cái qua theo chủ đề này nha. Rồi, dịch vụ quà tặng nha. Quà tặng ở đây là một bánh kem. Qua theo chủ đề. À, mình cho nó là 34 lỗi nha các bạn ha. Đó là 34 đấy ha. Rồi. Thì ngay chỗ này á, điều kiện này á, mã loại là 3 hay là mã loại là 4, nói chẳng qua là nó là cái điều kiện thôi, cái chỗ này thôi. Rồi. Rồi, mình khai báo cái biến bát ha, bằng mình cũng đọc cái thằng đó là file xuyệt hoa chấm xml heo. Và ở đây mình cho cái mảng bằng thằng symbol. Các bạn có thể về đọc cái mô hình theo cái mô hình đơn nha. Ha, đọc thử cái mô hình đơn thử coi. Đọc ra không? Ha. Rồi. Ok. Cái đơn thì nó hồi nãy nó giống như cái bài gì? Cái bài nào mình đã từng đọc rồi. À, còn nhớ cái bài đó không à? Tức là bài tin tin tức đó mình đọc à, không phải bài tin tức mà là cái bài số 36 à, mình đọc bằng bài khách hàng nè đó, và cái này mà đang đọc là đơn nè đó, mình phải kiểm tra nó có hát chai nó hay không à, có nó con cái này mình khai báo rồi mình echo nó ra à, dù cả thằng nó cũng vậy thôi đúng không ạ? Tức là ngay chỗ này mình coi nó có hay không, mình pho ra thì ở đây thì sẽ đọc lại cái mô hình đơn cho các bạn coi ngay chỗ này đúng không ạ? Đọc thử cái mô hình đơn này rồi là bằng đơn ha. Đầu tiên bạn khai báo còn cái biến là gì, tại tài liệu ha, bằng rồi new đơn document. Bước kế tiếp bạn làm gì ạ? Mở cái tài liệu đó ra. Thì cái tài liệu này chỏ tới load ha. Rồi load cái gì? Load cái bát. Truy xuất cái nút gốc ha. Root bằng cái thằng tài liệu chỏ tới document element. Rồi. Nút con array bằng cái thằng root ha. Rồi chỏ tới cái thuộc tính chai chai not. Xong chúng ta đi duyệt mảng ha, duyệt mảng for, chúng ta sẽ đi for x ha. Ở trên đây là chúng ta for cái biến là array ace cái not đó à. Rồi chúng ta đây. Rồi. Ở vô đây chúng ta phải có kiểm tra nó có cái sub node hay không. Nếu nếu à. Cuối điều kiện nằm ở đây. Nếu mà cái biến node này cái thằng node này ha, rồi mà nó trỏ tới à, nó gọi là cái gì? Cái head head chai node, tức là cái thuộc tính này nè. Đây là head chai node, tức là nó có con. Đúng không? Rồi. Nó có một con. Thì ở trên đây các bạn khai báo một cái mảng ha. Các bạn cho nó một cái item, tức là cái item con á ha. Rồi. Bằng một cái thằng array. Rồi bắt đầu bạn mới đi for với tiếp tục nữa. Ừ,
để bạn bỏ vô trong cái item đó, bạn bỏ mảng vô trong cái item đó. Thì vô đây bạn for cái thằng nào, cái thằng node này nè, cái node for tới cái thuộc tính child node của nó, mình kiếm cái con của nó ở đây. À, trong đó nó có cái node con rồi hay. À, thì cái này mình đặt tên cho nó là cái sub. À, thằng con rồi. Sub. Ở đây mình kiểm tra nó nha các bạn. À, phải kiểm tra nó. Nếu thường á thì việc cái đơm á là mình phải kiểm tra của nó. Cái thằng sub chỗ tới cái node thai mà nó bằng bằng một. Lúc đó mình mới kiểm tra ha, mình lấy cái nốt của nó ra, lấy nốt của nó ra chỗ này. Thì lúc này cái mảng item của mình thì ở đây mình lấy cái thằng đó là cái thằng sub chỗ tới ha, cái node node name bằng ngay chỗ này là cái thằng sub rồi mình chỗ tới nó gọi là cái node và value rồi, có cái tầm này chỗ này đó. Được không ạ? Mình bỏ nó vô rồi cuối cùng ở đây á là mình sẽ in cái thằng này ra. À, in thằng này ra ngay chỗ này. À, thì trong cái dòng code này chỗ này nè, với con này, rồi được cái item, bỏ vô đây. À, rồi mình sẽ in cái item này ra đây. À, giờ thầy in thử này ha, rồi thầy bỏ này đây, chấm hỏi b b thì ngay chỗ này thầy sẽ echo cái thằng item này. Thì lấy cái đó là cái ai hay đi là một ha. Thằng này á thì mình sẽ lấy nó là cái gì các bạn, nó là cái hình đúng không ạ? Rồi này mình lấy nó là cái hình. Thằng này mình cho nó là cái tên và cái này là cái giá. Được chưa? Đó. Rồi giờ chúng ta chạy ha. À, cái bài đó là bài 3 và 9. Đúng không ạ? Rồi chúng ta có. Đây chúng ta đang đọc lên đây. Đúng không ạ? Đó, mà đọc theo cái mô hình là gì? Đơm. À, cái này là chúng ta đọc theo cái đơm. Thì cái đơm này nó hơi hơi khó mà các bạn thấy nó, nếu mình so dưới giữa cái bài 38 à, chúng ta đọc bằng cái SAML file thì rõ ràng nó gọn hơn. Đúng không ạ? À, đây. Thì đối với đơm thì đọc nó hơi hơi căng. Đúng không ạ? Hơi nhiều đúng không? Chúng ta phải for lòng ở chỗ này. Chúng ta sẽ có hết chain node của nó. Thì đây là xong cái bộ bài tập ở trên đây ha, trong cái phần bài tập của cái bài số 3, tức là cái gọi là cái XML thao tác trên đó. Thì khi các bạn làm bài á thì giống như mỗi lần thôi, nếu có gì thì các bạn cứ gửi mail về cho thầy ở địa chỉ này ha. Rồi, chúc các bạn học tốt nha.